Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên trong chương trình học tiếng Anh lớp 6, sách English Discovery. Chúng ta sẽ đến với Unit 0. Chúng ta sẽ đến với các cái bài tập nhỏ trong Unit này. 0.1, 0.1, am, tôi là. Ở phần này chúng ta sẽ học kiến thức về động từ to be, đại từ chủ ngữ, tính từ sở hữu, bảng chữ cái và đánh vần. Đầu tiên chúng ta đến với phần 1. Study the grammar A box in pairs, match sentences 1 to 5 with photos A to E. How do you say the underlined words in your language? Hãy nghiên cứu cái hộp ngữ pháp A. Làm việc theo cặp, hãy nối các câu từ 1 đến 5 với các bức ảnh từ A đến E. Vậy bạn nói những cái từ gạch chân theo ngôn ngữ của bạn như thế nào? Vậy đây chúng ta có cái hộp ngữ pháp đầu tiên, subject pronouns, đại từ chủ ngữ. I là tôi này, you là bạn, các bạn. He là anh ấy, she là cô ấy, it là nó, we là chúng tôi và they là họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với các cái tình huống nhé. Câu số 1. Carolina and Casey are friends. They're 13 and they're from Curaçao. Carolina và Cassia thì là những người bạn. Họ 13 tuổi và họ đến từ Curaçao. Vậy đây chúng ta thấy từ there. Chúng ta sẽ nối với bức tranh B bởi vì đây là hai bạn nữ. Câu số 1. Tiếp theo number 2. He is Mary and Jobs. She's a doctor and he's a teacher. They aren't at work today. Đây là Mary và Jobs. Cô ấy là bác sĩ và anh ấy là giáo viên. Bây giờ họ đang không ở nơi làm việc. Vậy đây là chính là bức tranh đi rồi của các em. Number 3. This is a photo of me and my friend Fraser. We're from Edinburgh. Đây là một bức ảnh của tôi và một người bạn của tôi là Fraser. Chúng tôi đến từ Edinburgh. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là 3E. Number 4. I'm Katie Skinner. I'm not from London. I'm here on holiday. It's a great city. Tôi là Katie Skinner. Tôi không đến từ London. Tôi đang ở đây trong kỳ nghỉ. Và đó là một thành phố tuyệt vời. Vậy đây chúng ta sẽ chọn bạn này là bạn A, đúng không? Number 4. In number 5. Excuse me, are you really the queen? No, I'm not. I'm Mary Reynolds. I'm an actress. Thứ lỗi, bạn có phải thực sự là nữ hoàng không? Không, tôi không phải. Tôi là Mary Reynolds. Tôi là một nữ diễn viên. Vậy đây là mình sẽ chọn đáp án này là C. Chúng ta sẽ chọn là 5C. Rồi, tiếp theo number 2. Study the grammar B box by examples to be in the sentences in exercise 1. Hãy nghiên cứu cái hộp ngữ pháp B, tìm các ví dụ của động từ to be trong các câu từ 1 trong bài tập số 1. Đúng không? Cho các câu trong bài tập số 1. Vậy ở đây chúng ta thấy là dấu cộng là dạng khẳng định. Ở dạng khẳng định thì chủ ngữ I thì đi về am. Chúng ta lưu ý dạng viết tắt nhé. Chủ ngữ là you, we, they thì đi về viết tắt là phẩy, r, e hoặc là are. He, she, it thì đi về hoặc là is. Dạng phủ định chúng ta thêm not đằng sau thôi, dịch là không. Và dạng nghi vấn chúng ta lưu ý là đảo trợ động từ to be tương ứng với chủ ngữ lên trước chủ ngữ. Với dạng câu hỏi ngắn, nếu mà yes, chúng ta sẽ cộng chủ ngữ cộng trợ động từ to be dạng khẳng định. Còn phủ định là no, cộng chủ ngữ cộng trợ động từ to be dạng phủ định, em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng quay lại trên này tìm các cái ví dụ này. Ở đây thì cũng không quá khó để cho em có thể tìm được. Ví dụ câu số 1 của chúng ta này là Number 2, yes, she's, he's, they aren't, this is, we're, I'm not, okay, I'm not, I'm here, excuse me, are you, I'm not, I'm. Động từ to be thì cũng không quá khó để tìm. Chúng ta đến với number 3. Complete the sentences about the people in exercise 1 with is, isn't, or are, aren't. Hãy hoàn thành các câu về những người ở bài tập số 1 với is, isn't hoặc là are, aren't. Câu số 1. Carolina and Casey aren't from Edinburgh. Hai người này không đến từ Edinburgh. Number 2.
Jacques isn't a doctor. Jacques không phải là bác sĩ, cậu ấy là giáo viên. Isn't, dùng giọng phủ định nhé. Tiếp theo, number 3, Mary a teacher. Mary không phải là giáo viên mà là bác sĩ, chúng ta dùng isn't. Number 4, Fraser and I are teenagers. Hai bạn này là thanh thiếu niên, chúng ta dùng are bởi vì trùng số nhiều. Number 5, Katie isn't from London. Bạn này thì không đến từ London. Và number 6, Mary is an actress. Chúng ta cùng chuyển đến bài số 4. Replace the word in both in exercise 3 with subject pronouns. Hãy thay thế các cái từ in đậm ở bài số 3 với những đại từ chủ ngữ. Ở đây bài số 3 chúng ta thấy Carolina and Casey. Đúng không? Thì hai bạn này chúng ta sẽ thay là they. Tiếp theo number 2, Jack thì chúng ta thay bằng he. Thay bằng he nhá, viết đây nhá. Number 3, Mary là con gái, chúng ta thay bằng she. She. Number 4, Phrase and I are weird. Chúng tôi, weird là chúng tôi đấy. Weird là chúng tôi. Number 5, Katie là she. And number 6, Mary is an actress, là she, con gái. Rồi bây giờ chúng ta đến number 5. Make questions with to be in pairs, add and answer the question. Hãy tạo các câu hỏi với động từ to be, làm việc theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với phần này nhé. Ok, is Carolina 13? Carolina 13 tuổi phải không? Yes, she is. Number 2, Casey 15. Casey có phải là 15 tuổi không? Is Casey 15? No, she isn't. Không, cô ấy 13 tuổi cũng là 15 tuổi. Rồi, vậy tương tự. Đến câu 3 này. Are Mary and Jack students? And Jack students. Hai bạn này có phải học sinh không? No, they aren't. Họ có là giáo viên và bác sĩ. They aren't. Okay. Number four. Is Kitty in London? Kitty ở London phải không? In London. No, she isn't. Hiện cô ấy không ở London. No, she isn't. Number 5, is Mary an actress? Cô này là diễn viên phải không? Yes, she is. Is Mary an actress? Yes, she is. Rồi chúng ta cùng chuyển đến phần 6. Study the grammar C box. Choose the correct option. Hãy nghiên cứu cái hộp ngữ pháp ở phần C và chọn đáp án đúng nhé. Ở đây chúng ta thấy là ở cái phần C thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ đến với tính từ sở hữu tương ứng với mỗi đại từ chủ ngữ. Chúng ta sẽ có các cái tính từ sở hữu. Ví dụ là I thì tính từ sở hữu là my, có nghĩa là của tôi. You, bạn thì tính từ sở hữu là your, của các bạn. Của bạn và của các bạn. He thì tương ứng với đó là his, she là her, it là its, we là our và they là their. Rồi, vậy thì chúng ta cùng đến với câu 1. Chúng ta lưu ý là tính từ sở hữu sẽ đứng trước danh từ, còn đại từ chủ ngữ thì làm đóng vai trò là chủ ngữ, đúng không? Của câu. Vậy câu số 2. Chúng tôi đang ở trường Greenwood. Cô giáo tiếng Anh của tôi là Mrs. Smith. Vậy là của chúng tôi, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng our. Number 3. Tên của các cậu là gì? Câu 3, tên của các cậu là gì? Chúng ta sẽ hỏi là what's your names. Number 4. Hai con mèo của chúng tôi rất tuyệt. Tên của chúng là, đúng không? Tên của chúng là, chúng ta dùng there. Number 5, đây là người bạn đến từ nước Mỹ của tôi. Tên của cậu ấy là Tom, con trai vậy chúng là his. Number 6, đây là một cái bức ảnh là con chó của tôi. Tên của nó, một con chó mà. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo nào. Hãy đi quanh lớp nói các cái chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Âm nào không sẵn có trong tiếng Việt. Vậy chúng ta cùng đọc nhé.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, and G. Vậy chúng ta dễ dàng thấy có hai chữ này không xuất hiện trong tiếng Việt rồi. Có ba chữ, em nhé. Cô xin lỗi, có bốn. Đầu tiên là chữ F, sau đó là chữ J, tiếp đến là chữ W và cuối cùng là chữ Z. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo em nhé. Bài số 8. Hãy nghiên cứu cái lưu ý ở bên dưới. Hãy nghe và viết tên của các cái người em nghe được. Sau đó thì em hãy đánh vần tên của họ, của thọ của em. Về spelling là ký tự thì chúng ta có ghi tờ G gấp đôi đúng không? Double E, T, A. Harry là H, A, double R, Y. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Rồi, cái phần nghe này của cô nó lại hơi bị lỗi rồi các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ đến với bài nghe nhé. Cô sẽ đọc và chúng ta viết nào. Number one, my name's Javier. That's J. J A V E R. Number two, hi, I'm Chris. That's K R Z Y S. Number three, my name's Emma. That's E double M. Double M A, okay. Number four, my surname is Holly. That's H A R L E Y. Number five, I'm Gillian. That G I L L I A N. Okay, and the last number six, Eleanor. That's E L E A N O R. Eleanor. Ví dụ là I'm my, ok, I'm my chị, tên của tớ là my chị chẳng hạn. Ok, thì chúng ta sẽ nói là that's M A I T R I N H. Rồi chúng ta chuyển đến phần 9. Hãy hỏi ba người bạn của em, yêu cầu ba người bạn của em đánh vần nhé. How do you spell your name? Bạn đánh vần tên của mình như thế nào? H-U-O-N-G. Sau đó chúng ta hỏi ngược lại. Bây giờ chúng ta đến với phần 0.2, my things, những thứ của tôi. Chúng ta sẽ học về sở hữu này, danh từ số nhiều, đại từ chỉ định và màu sắc. Number 1. Làm việc theo cặp, hãy nhìn vào bức tranh về một cái khu vực mà đang được sale. Mục đích của cái garage sale này là gì? Vậy thì chúng ta thấy rằng là mục đích của cái nơi bán đồ cũ ấy, đúng nào? Mục đích của hàng đồ cũ này là gì đây các em?
Ở đây chúng ta thấy rất là các cái biểu hiện, ví dụ help dogs by our things là giúp đỡ những chú chó, đúng không nào? Vậy mình trả lời là is to have, okay, to have dogs. Dogs. Number two, study the vocabulary box with things can you see in the picture. Hãy nghiên cứu hộp từ vựng bạn có thể nhìn thấy nào trong bức tranh. Ở đây chúng ta đến với các từ nhé. Possessions, các cái đồ vật. Bag, túi sách, cặp sách. Bike, xe đạp. Book, cuốn sách. Computer, máy tính. Guitar, đàn guitar. Key, chìa khóa. Laptop là máy tính xách tay, mobile phone, điện thoại di động, skateboard là tấm trượt ván, teddy là chú gấu teddy, TV là TV, wallet là cái ví và watch là xe. Vậy thì chúng ta có thấy những cái hình ảnh nào đây đây? Chúng ta thấy những thứ gì? Chúng ta thấy là tất cả mọi thứ trong bức tranh đúng không? Chúng ta kéo lên, chúng ta sẽ tìm kỹ thêm nhé. Chúng ta tìm kỹ thêm, chúng ta thấy tất cả ngoại trừ hai thứ thôi. Everything is in the picture except wallet and key, trừ ví và chìa khóa thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến phần tiếp theo em nhé. Ở bài số 3, hãy nghiên cứu hộp ngữ pháp ở khung A. Hãy viết dạng số nhiều của các từ vựng. Ngữ pháp danh từ số nhiều như sau. Đa phần những từ có quy tắc thì chúng ta sẽ thêm S ở đằng sau. Những từ tận cùng, ví dụ SS này, chờ này, thì chúng ta sẽ thêm ES. Những từ tận cùng bằng y dài, trước y dài là phụ âm thì chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn, sau đó thêm ES. Những từ cũng tận cùng bằng chữ y dài, trước y dài là nguyên âm thì chúng ta chỉ thêm S thôi. Ví dụ như từ monkeys. Irregular là bất quy tắc. Bất quy tắc thì chúng ta phải học thuộc lòng rồi. Ví dụ man là một người đàn ông, man là nhiều người đàn ông, woman là một người phụ nữ, women là nhiều người phụ nữ, child là một đứa trẻ và children là nhiều đứa trẻ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải chia động từ số nhiều của những cái từ mà ở trên này nhé. Ví dụ bags thêm F này, bikes thêm F, bikes. Tiếp theo là books, computers, guitars, keys, laptops. Tiếp theo ở dưới này chúng ta có mobile phones, chúng ta thêm vào từ phones các em nhé. Từ phones. Tiếp theo skateboards. Teddies, cái lưu ý cái từ teddies chúng ta sẽ phải chuyển y dài thành y ngắn, xong thêm hai s. Teddy. Teddies, ok. TVs thì thêm s thôi. TV thì thêm s thôi. TVs. Ok, tiếp đến từ wallets thêm s đằng sau này. Và từ watch thì tận cùng bằng chờ thì chúng ta thêm s là watches. Rồi, chúng ta đến với phần tiếp theo, number 4. Study the grammar B box. Complete the speech bubbles in the picture with words from the box. Hãy nghiên cứu cái hộp ngữ pháp B, hoàn thành cái bài cái bong bóng trò chuyện ở trong bức tranh với các từ trong khung. Phần ngữ pháp B là demonstrative pronouns, đại từ chỉ định. Chúng ta có những cái từ chỉ số ít, singular số ít, mà ở gần thì có từ this, nghĩa là một cái này. Ở xa thì có từ that. Còn số nhiều ở gần thì dùng từ these, và xa thì dùng từ those, là những cái này hoặc những cái kia. Vậy thì chúng ta cùng đến bài 5 chúng ta làm nhé. Hãy chọn đáp án đúng. Những bộ phim này thì rất thú vị, chúng ta sẽ phải dựa vào danh từ nhé. Book, một cuốn sách dùng từ that. Cuốn sách kia thì thật tuyệt. Vậy chúng ta dùng từ that. Tiếp theo number 3, men là số nhiều. Những người đàn ông này là bạn của chúng tôi. Những cái đồng hồ watches là chân kia, those. Cái điện thoại kia thì mới, that. Number 6, women là những người phụ nữ, đúng không? Những người phụ nữ chúng ta chọn those. Number 7,
Apples là những quả táo dùng these. Chúng ta cùng chuyển đến number 6 in pairs. Look at the picture in exercise 1 and find something. Làm việc theo cặp, hãy nhìn vào bức tranh ở bài tập số 1 và tìm cái gì đó. Number 1. Red. Chúng ta sẽ tìm cái gì đó có màu sắc gì nhá. Ví dụ cái gì màu đỏ. Đúng không? Cái gì màu yellow là màu vàng. Blue là xanh dương. Green là xanh là cây. Brown là màu nâu. Black là màu đen. Orange là màu cam. Vậy thì chúng ta thấy ở đây là đỏ thì chúng ta có t-shirt, cái áo phông đấy, cái áo phông của người phụ nữ ấy. T-shirt, các em sẽ nhìn lại nhé. Yellow thì chúng ta có bag, cái túi. Blue thì chúng ta có book, cuốn sách. Green có t-shirt, vậy là t-shirt mọi người mặc áo rất là nhiều màu sắc khác nhau. Rồi, brown là có guitar, đàn guitar. Tiếp theo, black, màu đen, chúng ta có laptop. Laptop và cat thì là orange, con mèo màu cam. Rồi chúng ta cùng đến phần 7, working pairs. What are your favorite colors? Làm việc theo cặp, những cái màu sắc ưa thích của bạn là gì? Ở đây chúng ta sẽ hỏi và trả lời về màu sắc của em thôi. Vậy thì mình sẽ hỏi là my, what's your favorite color? Và mình sẽ nói là my favorite color are red and pink. Rồi, đỏ và màu hồng nhá. Rồi bây giờ xin mời các em đến với phần tiếp theo. 0.3 in my class. Mục 0.3 trong lớp học. 0.3 trong lớp học. Rồi, ở đây chúng ta sẽ học câu mệnh lệnh này, ngôn ngữ lớp học và đại từ tân ngữ. Câu số 1, hãy hoàn thành những cái quy tắc lớp học cho một lớp học tiếng Anh với động từ ở bên dưới. Từ talk là nói, watch là xem và write là viết. Our rules là những cái nội quy. Câu số 1, in English, don't talk in Vietnamese. Phải nói tiếng Anh. Không được nói tiếng Việt, đúng không nào? Vậy đây chúng ta sẽ có to talk. Tiếp theo, number 2, in your exercise book, don't write in your course book. Viết vào sách bài tập, đừng viết vào sách giáo khoa, vậy chúng ta có to write. Và câu cuối cùng, learn English at home to read websites in English. Watch YouTube videos in English. Bạn cũng cần phải học tiếng Anh ở nhà nhé. Cần phải học tiếng Anh ở nhà. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với phần tiếp theo nào. Number 2, nghiên cứu cái ngữ pháp ở bên dưới. Làm việc theo cặp tìm ví dụ về câu mệnh lệnh ở bài tập số 1. Câu mệnh lệnh tên tiếng Anh là imperatives. Nó sẽ bắt đầu bằng chủ ngữ. Nó sẽ bắt đầu bằng động từ trong câu khẳng định. Ví dụ, watch this film. Hãy xem bộ phim này. Write the words in your book. Hãy viết từ vào trong sách của bạn. Dạng phủ định chúng ta sẽ bắt đầu bằng từ don't. Ví dụ là don't eat in class. Không được ăn trong lớp. Don't talk. Không được nói chuyện. Vậy thì chúng ta quay lại, chúng ta thêm các ví dụ về mệnh lệnh nhé. Ví dụ là talk in English, don't talk in Vietnamese. Write in your exercise book, don't write in your course book. Learn English at home too. Read websites in English. Watch YouTube videos in English. Vậy cả bài này đều là mệnh lệnh hết. Chúng ta chuyển đến number 3. Match verb 1 to 6 with picture A to F. Listen and follow the instruction. Bạn hãy nối các cái động từ 1 đến 6 và các bức tranh từ A đến F, sau đó nghe và tuân thủ theo hướng dẫn nhé. Ở đây câu số bài số 3 của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta sẽ có one, ask answer sẽ đi với câu E, đúng không? Ask answer là E. Are you from? Yes, I am. Hỏi và trả lời là E. Tiếp theo, number 2, stand up, đứng lên là câu B. Number 3, open, close your book, mở vở, đóng vở, thì chính là câu F. Number 4, repeat, là nhắc lại, lặp lại đấy, vậy chúng ta chọn câu A. Sit down là D.
Và turn to page 93, chuyển đến trang 93 là phần C. Phần C. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghe và làm theo cái mệnh lệnh nhé. Track 0.2. Match verbs 1 to 6 with pictures A to F. Listen and follow the instructions. Stand up. Sit down. Stand up. Don't sit down. Ask your partner, what's your favorite music artist? Don't answer your partner. Sit down. Turn to page 8 in your student's book. Read the first sentence on page 8. Don't close your book. Open your exercise book. Write your name. Don't write with your right hand. No, don't write your surname. Close your books. Sit on your desk. Don't talk. Put your student's book on your head. Repeat these words after me. Don't worry, be happy. Don't laugh. Em đã nghe xong, chúng ta cùng chuyển đến phần 4, nghiên cứu cái khung ngữ pháp ở phần B, hãy hoàn thành các cái tân ngữ sau. Ở đây chúng ta thấy tân ngữ thì sẽ đứng sau động từ, nó chịu sự tác động của động từ chính trong câu. Tương ứng với mỗi chủ ngữ sẽ có các tân tương ứng I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. Câu số 1, Magda's a nice girl, talk to her. Magda là một cô gái tốt bụng, hãy nói chuyện với cô ấy. Thì đây tân ngữ sẽ đứng sau động từ, đứng sau rối từ nhé. Number 2, excuse me, is it your pen? Xin đang thứ lỗi, đây có phải là bút của cậu không? Vậy chúng ta sẽ chọn là excuse me. Number 3, mom and I are here now. Mẹ tôi và tôi bây giờ đang ở đây. Please phone us, hãy gọi cho chúng tôi. Hai người có cả mình dùng us. Wow, listen to him, he's fantastic. Oh, hãy nghe anh ấy nhá, anh ấy rất là tuyệt vời đấy. Number 5, don't look at your phone. Đừng nhìn điện thoại như thế. Put it in your bag. Có từ it vừa là tân ngữ vừa là chủ ngữ luôn. Number 6, thanks for your help. This present is for you. Okay. Cảm ơn vì đã giúp đỡ, món quà này dành cho bạn. Từ you cũng tương tự nhá. Rồi, và look at their rate. Hãy nhìn họ, look at them, okay. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần number 5. Match question 1 to 4 with answer A to D. Listen and check. Câu số 1, what's the English word for thú vị? Cái từ tiếng Anh cho cái từ thú vị là gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ nối với câu B là interesting, thú vị. Number 2, excuse me, which page are we on? Xin thứ lỗi là chúng ta đang ở trang nào? Page 9, ok. Nối với câu D là trang số 9. Câu D là trang số 9. Number 3, what's the spelling of exercise? Cái đánh vần của cái từ exercise là gì? Đó là E-X-E-R-C-I-S-E. What's the homework? Bài tập về nhà là gì? Exercise 5 on page 4. Bài tập số 5 ở trang số 4. Number 6. Ask the teacher 2 questions. Use exercise 5 to help you. Hỏi cô giáo của bạn 2 câu hỏi. Sử dụng bài tập số 5 để giúp bạn. What is the English word for thành công? Từ tiếng Anh của từ thành công là gì? Đúng nào? Và mình có thể hỏi các cái câu khác đi. Ví dụ mình sẽ đưa ra một đoạn hội thoại như sau. Excuse me, which page are we on? Student này. Excuse me,
Which page are we on? A teacher. Page 7. A student, what's the homework? Teacher, exercise 6 on page 7. Okay, on page 7. Chúng ta cùng chuyển đến phần cuối cùng trong bài học hôm nay. Unit 0.4, my birthday is. Sinh nhật của tôi là. Sau bài học này thì em sẽ biết được các ngày trong tuần, các thứ trong năm và các mùa trong năm, số thứ tự và số đếm. Cách nói về ngày tháng. Rồi, ở đầu tiên là chúng ta phần 1, hãy viết các ngày còn thiếu trong tuần và nghe và kiểm tra lại. Thì đây chúng ta sẽ có các ngày như sau. Đầu tiên là Monday, thứ hai. Sau đó là Tuesday. Tuesday, thứ ba. Tiếp sau là Wednesday, là thứ tư. Wednesday là thứ tư. Tiếp theo là chúng ta có Thursday là thứ năm. Thursday. Thứ năm. Thursday thứ năm. Sau đó là Friday thứ sáu. Saturday là thứ bảy. Saturday là thứ bảy. Rồi tiếp theo number 2, hãy hoàn thành cái lịch sau với các tháng. January là tháng 1. Sau đó là February. Tiếp đến là chúng ta có March là tháng 3, April là tháng 4, sau đó là đến tháng 5 là May, tháng 6 là June, tháng 7 July, tháng 8 August, August, tháng 9 September, tháng 10 là tháng 9 là September. Tháng 10 là September, tháng 9 là September này, October, November và December. November. November và December. Number 3, làm việc theo cặp, hãy viết các tháng trong mỗi mùa, sử dụng các bức tranh ở bài tập số 2 để giúp bạn nhé. Thế đây chúng ta thấy mùa hè thì có những cái tháng nào đây các em? Mùa hè thì có May, June, July, 5, 6, 7. July. Tiếp theo mùa thu thì chúng ta có August, September and October. Tháng 8 này. August, September and October. Mùa đông thì chúng ta có November, November, December và January. Mùa xuân thì chúng ta có sẽ có là February, February này, February này, sau đó là March, và sau đó là đến March, sau đó là March và April, April. Ok, bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo nào. Number 4, hãy nghiên cứu cái hộp ở bên dưới và nghe và viết các cái số mà bạn nghe được nhé. Ở đây chúng ta sẽ đến với phần nghiên cứu như sau. Ở đây là nói các con số, ví dụ là 300, chúng ta sẽ nói là 300, not 300, thêm S nhé. 511, chúng ta sẽ nói là 511, 511. 4000, chúng ta sẽ nói là 4000. 8921 sẽ nói là 8921. Rồi, vậy thì chúng ta hãy nghe và viết các con số nhé. Track 0.6. Study the watch out box. Listen and write the numbers you hear. F 13. B 30. C 19. D 90.
9. F 527. G 763. H 2361. Em đã nghe xong. Ở câu G của chúng ta là 700, viết lệch một chút nhé. And 63 đấy. Và câu cuối cùng là câu H 2361. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng chuyển đến bài number 5. Hãy viết cái số thứ tự của các cái từ sau đúng không? Và theo từ, số thứ tự như bằng chữ. Ví dụ số đếm là 1 đến 10, nhưng số thứ tự là thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ nhất, thứ hai. Rồi number 3 từ third, chữ RD là viết tắt của này. Tiếp theo number 4 là fourth. Number 15 chúng ta có là fifth. 15. Tiếp theo là 20th, 21st, 26th. Rồi chúng ta cùng đến number 6. Hãy nghiên cứu cái hộp lưu ý ở bên dưới, nghe và chọn cái ngày bạn nghe được nhé. Cách nói ngày ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ biết là the first of November, ngày 1 tháng 11. Chúng ta có thể nói là November the first hoặc là on the first of November. Vậy thì ở đây chúng ta hãy nghe là xem ngày nào chúng ta nghe được nhé. Track 0.7. Study the watch out box. Listen and choose the date you hear. 1. January the 11th. 2. March the 13th. 3. The 29th of July. 4. The 30th of October. 5. December the 21st. Em đã nghe xong. Bây giờ chúng ta cùng đến phần 7, làm việc theo cặp hỏi và trả lời các câu sau. Câu số 1, what day is it today? Hôm nay là ngày nào? Thì cái đấy tùy thuộc vào cái thực tế của em khi em hỏi bạn thôi. Ví dụ là hôm nay là thứ mấy, mình sẽ trả lời là today. Today is Sunday, okay? Number 2, what day is it tomorrow? Tomorrow is Monday, là thứ hai. Number 3, ngày ưa thích của bạn trong tuần là ngày nào? Là mình trả lời là is Sunday, đó là chủ nhật. Number 4, cái tháng ưa thích và mùa ưa thích của bạn là gì? They are November and spring. Và câu số 5 là sinh nhật của bạn khi nào, đúng không? Vậy thì mình sẽ trả lời là it's on the 1st of November. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đến phần tiếp theo, phần cuối cùng 0.5, what's your, cái gì của bạn? Telling the time, nói về giờ giấc.
Saying phone numbers nói về số điện thoại. WN questions là những cái từ để hỏi. Rồi, vậy thì chúng ta cùng đến bài số 1. Làm việc theo cặp, hãy hoàn thành thời gian cho các cái đồng hồ trong bức tranh. Hãy nghe và kiểm tra lại. Ở đây là number 1 là đồng hồ số 1 đúng không? Là it's 8 o'clock, 8 giờ. Đồng hồ số 2 là đồng hồ số 2 là 7 giờ 30 đúng không? Là 7 giờ 30 thì chúng ta sẽ nói là như thế nào đấy? Chúng ta sẽ nói là 7, say half past 7 hoặc là it's 7:30 p.m. 7 giờ 30 tối đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta có đồng hồ số 3. Đồng hồ số 3 là 5 giờ 45, vậy là it's a quarter to 6. 6 giờ kém 15, có hai cách nói nhé. Và it's 5:45 a.m. À, nó là 5 giờ 45. Câu số 4, it's 10. Đồng hồ số 4 là 10 giờ, đúng không? À, 4 giờ 10, past, qua giờ qua, chúng ta chỉ có từ past. Câu số 5, đồng hồ số 5 đó là 10 giờ kém 5. Vậy thì it's 5 to 10, 10 giờ kém 5, it's 5 to 10. Kém thì chúng ta sẽ dùng là từ to em nhé. À, câu số 6 là 1 giờ 25, it's 25 past 1, 1 giờ 25. Hay là 1 giờ 25 chiều thì chúng ta dùng là 25. Number 2, listen to 6 short dialogues and write the numbers. Hãy nghe 6 đoạn hội thoại ngắn và hãy viết thời gian. Hãy viết thời gian. Ở đây chúng ta hãy cùng nghe nhé. Và sau đó chúng ta viết thời gian. Ở đây cái phần bài nghe nó lại hơi bị lỗi một tí, vậy thì cô sẽ đọc lại cái lời bài nghe để chúng ta điền nhé. Phần number 1, excuse me, what's the time? Xin lỗi, mấy giờ rồi? It's 3 p.m. 3 giờ. Number 2, excuse me, what's the time? Xin lỗi, mấy giờ rồi? It's a quarter to 2, 2 giờ kém 15 hay là 1 giờ 45. Vậy chúng ta sẽ trả lời là a quarter. Chúng ta viết số thôi nhé. Chúng ta viết số là Rồi chúng ta viết hẳn ra a quarter to 2. Tiếp theo number 3, excuse me, what's the time? Xin thử lỗi, mấy giờ rồi? It's 10 past 5. Ok, 5 giờ 10 rồi. It's 10 past 5. Number 4, excuse me, what's the time? Xin lỗi, mấy giờ rồi? It's 20:09, 9 giờ kém 20. 20 to 9. Number 5, excuse me, what's the time? Xin lỗi, mấy giờ rồi? It's 7:30. 7 giờ 30 phút, 7:30. Number 6, excuse me, what's the time? Xin lỗi, mấy giờ rồi? It's a quarter past 11, 11 giờ 15 phút. Rồi, chúng ta cùng chuyển bài số 3, make questions, đặt câu hỏi. Ở đây chúng ta sẽ sắp xếp lại trật tự các từ nhé. Number 2, where are you from? Bạn đến từ đâu? Đúng nào? Where are you from? Là bạn đến từ đâu? Vậy thì mình sẽ hỏi là mình sắp xếp lại các từ. Thường là cái từ để hỏi sẽ đứng đầu câu. Where are you from? Bạn đến từ đâu? Number 2, when is your birthday? Ngày sinh nhật của bạn là khi nào? Rồi, number 4, who is your best friend? Ai là bạn thân nhất của bạn? Number 5, how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Number 6, what's your favorite thing? Cái thứ ưa thích của bạn là gì? What is?
Your favorite things. Number 7. What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? What is the phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Number 4. Complete the interview with the questions in exercise 3. Listen and check. Hãy hoàn thành cuộc bài phỏng vấn với các câu hỏi bài tập số 3. Hãy nghe và kiểm tra lại. Đúng không? Ở đây cái phần này cũng không quá khó. Về tuổi thì chúng ta sẽ hỏi là đáp án là câu 5. Number 2 chúng ta tìm 5. Phần C, Bolton, a big town near Manchester. Thì chúng ta sẽ chọn là where are you from, number 2. Tiếp theo nào, ngày 6 tháng 11, tôi là một cung bọ cạp, đúng không? Vậy thì hỏi ngày sinh nhật của bạn là ngày nào? Vậy chúng ta number 3. Tiếp đến là hỏi về số điện thoại. What's your phone number? Số điện thoại của bạn number 7. My mom probably. Có lẽ là mẹ của tôi. Vậy ai là bạn thân nhất của bạn? Number 4. Và cuối cùng là có lẽ là cái ván trượt mới của tôi. Ván trượt mới của tôi. Vậy thì mình sẽ trả lời là cái thứ ưa thích của bạn là gì? Number 6. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến number 5. Hãy nghiên cứu cái hộp lưới bên dưới, làm việc theo cặp lần lượt, đọc số điện thoại. Hãy nói số điện thoại chúng ta viết là các cái số như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ đọc số điện thoại là 0387443219. Rồi bây giờ chúng ta cùng đọc số điện thoại nhé. Nhớ số 0 của chúng ta sẽ đọc là O. Con số 1 chúng ta sẽ đọc là 6933055 4. Number 2 7746490H5. Number 3 10982633416887602. Number 6 in pairs. Ask and answer the questions in exercise 3. Tell the class 3 interesting about your partner. Làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập số 3. Hãy nói với lớp bạn 3 điều thú vị về người bạn của bạn nhé. Thế đây chúng ta sẽ trả lời hỏi và trả lời dựa vào thực tế thôi. Thì cái này chúng ta sẽ không hỏi lại nữa nhé. Em sẽ thay đổi các thông tin, lắp ráp thông tin về mình thôi, dựa trên cái đoạn hội thoại ở bài số 4 và số 3 này. Vậy thì sau khi mình đã tổng hợp được thông tin thì mình sẽ giới thiệu trước lớp là bạn của tôi là gì. My partner is V. My partner is V. Her birthday is on the last date of the year. Her best friend is her grandma. It's her grandma. She doesn't have a mobile phone. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo.